Sau loạt hình ảnh Cường Đô La Hà Hồ như thể nối lại tình xưa, Hạ Vi xuất hiện tiều tụy thế này đây. Tại buổi ra mắt phim Dạ Cổ Hoài Lang vào tối 22 tháng 3, Hạ Vi dự sự kiện một mình. Nhiều ý kiến cho rằng trông cô gầy hơn trước khá nhiều. Tối qua, Hạ Vi tham dự sự kiện ra mắt phim Dạ Cổ Hoài Lang cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Cô xuất hiện một mình trên thảm đỏ, diện trang phục có phần chững chạc so với tuổi, vóc dáng gầy gò và thiếu sức sống. Đây cũng là lần hiếm hoi Hạ Vi xuất hiện ở sự kiện sau một thời gian dài. Gần đây, nhiều người đặt nghi vấn mối quan hệ giữa cô và Cường Đô La không còn mặn nồng như trước, đặc biệt là khi doanh nhân phố núi cùng vợ cũ, ca sĩ Hồ Ngọc Hà trở nên thân thiết hơn. Tối 17 tháng 3, Cường Đô La cùng giọng ca Tội Lỗi vui vẻ đi ăn đêm với vài người bạn. Dù chia tay, Cường Đô La vẫn chủ động mở cửa xe và chụp ảnh tươi tắn bên vợ cũ. Gần nhất, trên trang cá nhân, hai người cùng chia sẻ clip cổ vũ bé Sobel tham gia một cuộc thi bơi lội ở trường. Luôn từ chối bình luận về chuyện tình cảm, nhưng hôm 20 tháng 3, Hạ Vi viết dòng trạng thái đầy ẩn ý, Relax is over, thư giãn mọi thứ đã kết thúc. Tối 22 tháng 3, cô tiếp tục viết, chỉ có mình giới hạn bản thân mình, không ai khác có thể. Trong phần bình luận, rất nhiều ý kiến cho rằng cô đang nói về chuyện tình yêu với Cường Đô La. Nhiều người đã động viên Hạ Vi và khuyên cô nên dứt khoát với một mối tình khá rắc rối. Sau khi ly hôn Hồ Ngọc Hà, mối quan hệ của Cường Đô La và nữ diễn viên trẻ được phát hiện khi họ công khai ảnh chụp chung trên trang cá nhân vào tháng 10/2015. Ban đầu là những hình ảnh chụp giấu mặt và sau đó họ công khai cùng xuất hiện trong đám cưới một người bạn. Trong gần 2 năm qua, Hạ Vi và Cường Đô La nhiều lần vướng tin đồn đổ vỡ. Họ thỉnh thoảng lại hủy kết bạn hay theo dõi nhau trên trang cá nhân. Tất nhiên sau đó, Cường Đô La và Hạ Vi lại có những động thái làm lành. Hôm 9 tháng 3, diễn viên Tấm Cám, chuyện chưa kể khoe ảnh bên bó hoa được tặng. Cư dân mạng nhận ra đây là bó hoa được doanh nhân phố núi chia sẻ hôm 8 tháng 3 vừa qua. Phi Nhung tuyên bố không ngồi ghế giám khảo với Hoài Linh. Liên tục bị Hoài Linh chặt chém và sửa lân trong tài tử tranh tài, ca sĩ Phi Nhung đã tức giận đòi xuống làm khán giả. Đến lúc này thì Phi Nhung đã tức nước vỡ bờ, sao anh cứ sửa lân em hoài, làm sao em góp ý với thí sinh, bực ghê, lúc nào cũng nhịn ổng hết, em rất là bực nha. Thậm chí cô còn đòi xuống làm khán giả, giờ cho em xuống làm khán giả em không thể ngồi với Hoài Linh được nữa. Trận tranh cãi này một lần nữa khiến các thí sinh vô cùng bối rối, còn khán giả thì lại được một trận cười no nê. Chưa dừng lại ở đây, đến phần thi của cặp Dương Thanh Vàng, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hương, khán giả tiếp tục chứng kiến màn tranh cãi của giám khảo, bắt nguồn từ lời khen ngợi của Phi Nhung. Quỳnh Hương hát bolero quá sang, không có dính vô cải lương. Nếu trước kia giọng ca áo mới Cà Mau hay bị sửa lân khi góp ý thí sinh, thì lần này cô khen ngợi nhưng vẫn bị Hoài Linh nhắc nhở, nam danh hài từ tốn. Câu này trước tiên là tôi phải nói Phi Nhung nè, cô có nói tôi chặt tôi cũng phải nói. Khen Quỳnh Hương anh chấp nhận, nhưng để nói hát bolero mà sang hơn, cái chữ sang hơn là tôi không chấp nhận, bởi cải lương đâu có hèn mà sang. Lần này Phi Nhung thừa nhận mình sẽ để ý lời nói hơn, dù với cô câu nói đó rất bình thường và hoàn toàn không có ác ý. Ngoài hai phần thi trên, tập 5 tài tử tranh tài còn có phần biểu diễn của các cặp đôi nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh, Hồng Phượng, tiết phục giọng ca Dĩ Vãn, Dũng Nhí Tuyền Mập tiết mục gánh hát vùng vang, Đông Dương Thúy Loan tiết mục chuyện công viên, Hồng Trang Hoàng Dẫn tiết mục đừng nói xa nhau và nghệ sĩ ưu tú Hồng Thấm Nam Thanh Phong tiết mục áo lụa Hà Đông. Chàng trai bán kẹo kéo, học hết lớp 2 hát bolero gây sốt trên truyền hình. Dù chỉ là khách mời hát cùng bố, Mạnh Nguyên vẫn trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất tối qua. Vừa qua, tình bolero hoang ca đã lên sóng với các tiết mục kết hợp của 6 thí sinh trong chương trình của người thân trong gia đình. Đáng chú ý trong số đó là màn trình diễn của giọng ca bán kẹo kéo Mạnh Thường, cùng một trong 9 người con trai của ông Mạnh Nguyên trong ca khúc Chỉ Có Bạn Bè Thôi. Nếu như giọng hát của ngôi sao giới kẹo kéo Mạnh Thường có sự chín chắn trải nghiệm của một người đàn ông đã dành hết 60 năm cuộc đời mình cho việc mưu sinh vất vả, thì tiếng hát của Mạnh Nguyên lại có sự mộc mạc chân chất. Chỉ sau vài giờ lên sóng, tiết mục này đã nhận được rất nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Cái tên Mạnh Nguyên cũng được khán giả quan tâm, chú ý không kém các giọng ca chính thức của chương trình.
Được biết, trước khi xuất hiện và trở thành gương mặt gây chú ý tại Tình Bolero Hoang Ca, Mạnh Nguyên chưa từng trải qua bất kỳ lớp học thanh nhạc nào, ngay cả học văn hóa. Anh cũng chỉ mới học đến lớp 2 vì nhà quá nghèo và không có điều kiện đến trường. Được biết, chính Mạnh Thường là người đã dạy cho con trai biết đọc, biết viết và ngay cả giọng hát bolero ngọt liệm cũng do ông truyền dạy lại. Nhà có 9 anh em, nhưng Mạnh Nguyên là đứa hát hay nhất và giống bố nhất về khoản đam mê ca hát. Nó cũng là người đã rủ tôi từ quê lên Sài Gòn để đi hát bán kẹo kéo. Mạnh Thường tự hào khi giới thiệu về con trai trên sóng truyền hình. Sau khi nghe tiết mục song ca của hai bố con Mạnh Thường, Mạnh Nguyên, giám khảo Ý Lan khen cả hai hát không phô một nốt nào, rất hay, rõ và đúng chất bolero. Cuối cùng cặp đôi này nhận được 29,25 điểm và trở thành một trong những nhóm thí sinh cao điểm nhất của chương trình. Đàm Vĩnh Hưng bị ghét vì lý do không ngờ. Trong ngày ghi hình tập 6 chương trình Trời Sinh Một Cặp, giám khảo Thanh Hà đã được vô cùng xúc động khi được Đàm Vĩnh Hưng cùng các thí sinh bất ngờ tổ chức sinh nhật. Thanh Hà nghẹn ngào không nói lên lời khi được các thí sinh cùng đồng nghiệp tổ chức sinh nhật. Nữ danh ca cho biết đây là lần thứ 2 kể từ khi về nước, cô nhận được những món quà và lời chúc mừng cho ngày sinh nhật từ Đàm Vĩnh Hưng. Khi được Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu phát biểu, nữ danh ca không ngần ngại nói, chị ghét em vì em lúc nào cũng quan tâm đến người khác, chị rất xúc động nên không biết nói gì hơn. Thanh Hà cùng đàn em vui vẻ trước giờ lên sóng. Dù mới về nước, Hồng Ngọc cũng sắp xếp thời gian để đến phim trường chúc mừng đàn chị. Vừa xuất hiện, nữ ca sĩ khiến Mr. Đàm, Thanh Hà và Thanh Thảo vô cùng bất ngờ. Thanh Hà, Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc trò chuyện vui vẻ trước giờ lên sóng. Nữ danh ca thân thiết cùng các đàn em. Thanh Thảo được bạn trai ân cần chăm sóc phía sau hậu trường. Mới đây trong tập 5, Thanh Thảo tiết lộ mong muốn sẽ có con vào cuối năm nay. Tình cảm của cặp đôi khiến ai nấy đều phải ghen tị. Tập 6 của chương trình được phát sóng lúc 21 giờ thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 trên VTV3. Phanh phui sự thật, Lý Hải đưa Minh Hà vào viện phụ sản khám thai lần 5. Minh Hà, bà xã Lý Hải, đã chính thức lên tiếng phản hồi về tin đồn mang bầu lần 5 được 2 tháng. Trong ngày hôm qua, cộng đồng mạng được phen xôn xao sau khi một tài khoản Facebook đăng ảnh được cho là Lý Hải đưa Minh Hà đi khám thai, kèm dòng chia sẻ. Lý Hải, Minh Hà sắp có đứa con thứ 5, mới gặp ở bệnh viện, thấy Lý Hải đưa vợ đi khám thai, tin chính xác 1000% nha. Trước thông tin này, bên cạnh những lời chúc dễ thương dành cho đôi vợ chồng nhiều con nhất showbiz, thì không ít người tỏ ra ngỡ ngàng khi thừa nhận đã nói chuyện với Lý Hải và nam ca sĩ còn bực mí rằng vợ đang có bầu 2 tháng. Tuy nhiên, khi người hâm mộ thắc mắc liệu đây có phải là sự thật, thì Minh Hà đã chính thức lên tiếng phản hồi. Theo đó, cô cho rằng chị đưa bé đi chích ngừa, chắc khoa sản kế khoa nhi nên mọi người hiểu nhầm. Phát ngôn chính thức này của bà mẹ 4 con như lời khẳng định việc cô đang mang bầu lần 5 là hoàn toàn không đúng. Lý Hải, Minh Hà đã kết hôn được hơn 6 năm, đến nay hai người đã có 4 đứa con, là một trong những gia đình hạnh phúc nhất showbiz Việt. Cả hai luôn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì hình ảnh đầm ấm và vui vẻ. Tuy nhiên, cộng đồng mạng bất ngờ dậy sóng trước thông tin bà xã Lý Hải mang bầu lần 5 khi chưa đầy 1 năm sinh con thứ 4. Chính vì sinh con liên tục trong thời gian ngắn nên một số người đã trêu chọc Minh Hà là cái máy đẻ. Trước đó, cả Minh Hà và Lý Hải đều cho rằng có con là chuyện vui, trời ban cho mình thì mình nhận, chứ sợ gì mà không dám nói. Tuy nhiên, chỉ có người thân cận mới hay, ai quen biết vợ chồng cô đều rõ tính mình dễ chịu không so đo. Nếu có tin vui, nhất định họ sẽ thông báo tới công chúng để chia sẻ. Lộ bằng chứng Lý Hải đưa vợ đi khám thai lần 5 ở bệnh viện. Rất nhiều người đã chúc mừng Minh Hà trước thông tin cô đang mang bầu lần 5. Mới đây, một Facebook đã đăng tải hình ảnh được cho là của Minh Hà đi khám thai cùng với dòng chia sẻ. Lý Hải, Minh Hà sắp có đứa con thứ 5, mới gặp ở bệnh viện, thấy Lý Hải đưa vợ đi khám thai, tin chính xác 1000% nha. Trước thông tin này, nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng nhưng vẫn không quên chúc mừng đôi vợ chồng hạnh phúc nhất nhì showbiz Việt. Má ơi, Lý Hải, Minh Hà sắp có đứa con thứ 5, mới gặp ở bệnh viện An Sinh, thấy Lý Hải đưa vợ đi khám thai, tin chính xác 1000% nha, người phụ nữ chịu đẻ nhất năm.
Ở đây tôi ngưỡng mộ nha chứ không có ý gì, đừng ai xiên xỏ thiên chức làm mẹ của cô ấy. Một Facebooker chia sẻ rằng tận mắt nhìn thấy Lý Hải đưa vợ đi khám thai lần năm. Nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ trước thông tin này. Người này còn khẳng định đi khẳng định lại là chính mình gặp tận mắt. Một người khác bật mí rằng đã gặp Lý Hải ở đó từ trước. Và nam ca sĩ còn bật mí rằng vợ đang có bầu 2 tháng. Hình ảnh được cho là Minh Hà đang ở bệnh viện. Nhiều người cho rằng chiếc váy và kiểu cột tóc ở bức ảnh phía trên khá trùng hợp với bức ảnh của Minh Hà. Sau khi sinh em bé thứ tư được một thời gian, Minh Hà liên tục bị vướng tin đồn mang bầu lần năm vì thường xuyên mặc trang phục rộng. Tuy nhiên, giữa tháng 2 vừa qua, khi liên hệ với đại diện của cô thì đã nhận được câu trả lời rằng nếu ai tìm ra minh chứng Minh Hà có bầu lần năm thì sẽ được thưởng 100 triệu đồng. Vậy nên, nghi vấn mang bầu lần năm này vẫn còn là một dấu hỏi lớn chưa có lời đáp chính xác. Dù đã trải qua 4 lần sinh nở, nhưng bà xã Lý Hải vẫn rất trẻ trung. Minh Hà trong sự kiện mới đây nhất, dáng người cũng rất gọn gàng. Ai cũng ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của cặp đôi này. Gia đình lúc nào cũng đông vui và rộn tiếng cười.